Hello, xin chào quý anh chị và các bạn đã trở lại với kênh của em Quang. Và đã lâu lắm rồi, một tuần hơn rồi em Quang chưa ra video. Thì quý anh chị thông cảm cho em Quang vì cái sự gọi là bận biểu của em Quang ha. Thì trong tuần vừa qua em Quang đi công tác tại miền Tây, tặng nhà tình thương 10 căn tại Trà Vinh quý anh chị à. Thì em Quang cũng muốn quay vlog và em Quang sẽ sớm lên vlog cho quý anh chị xem. Rồi, thì cũng khá là may mắn khi mà em Quang hôm nay vừa về lại thành phố Hồ Chí Minh thì về được một em Porsche Panamera sản xuất 2017 cực kỳ đẹp luôn nha quý anh chị. Thì em xe này đang được em Quang chào bán với mức giá chỉ hơn 3 tỷ lú thôi. Thì 3 tỷ lú đó là bao nhiêu, chính xác là bao nhiêu thì chúng em Quang sẽ mời quý anh chị cùng theo chân Quang để xem cái xe này nha. Và với một cái nữa là quý anh chị chỉ cần đưa trước cho em Quang khoảng hơn 1 tỷ thôi là có thể mang được em xe này về với gia đình của mình rồi. Thì bằng cách nào, mời quý anh chị và các bạn cùng theo chân Quang xem chi tiết em xe này cũng như là báo giá cho quý anh chị cách để sở hữu em xe này giá chỉ hơn 1 tỷ thôi. Chúng ta cùng đi ha. Let's go. Rồi ok quý anh chị ơi, đây là Porsche Panamera sản xuất 2017. Thì những cái xe này nó sẽ không có phiên bản, mình sẽ xem theo option nha. Thì quý anh chị nào mà có quan tâm về cái option xe này thì có thể lên xem xe trực tiếp ha. Bởi vì em quay thì cũng không có chuyên dòng này lắm, nhưng mà lo mua được một xe và quay cho quý anh chị xem. Hiện tại là xe đang để chế độ đề nổ 3 giây tự động tắt máy ấy. Thì khi mà xe nó xài, nó sẽ cảm giác như là mình xài điện nhiều á, nó sẽ tự đề máy lên lại ha quý anh chị ha, để giữ bình, để đừng để chết bình ha. Xe đề nổ phát lên luôn, nhẹ nhàng thôi. Rồi và em xe này thì em sẽ cam kết cho quý anh chị nè, không tai nạn, không cứng đụng, không ngập nước, không thủy kích và động cơ số nguyên zin nha. Cam kết bằng văn bản đầy đủ cho quý anh chị mua xe về, nếu mà có phát hiện ra lỗi lầm, Quang sẽ hoàn trả đủ tiền cho quý anh chị nha. Rồi, và nếu quý chị đang có quan tâm xe này thì hãy nhấc máy liên hệ ngay cho em Quang với số điện thoại là 0833088882 và địa chỉ showroom của Quang là 389 quốc lộ 13, phường Hiệp Bình Phước, thành phố Thủ Đức, thành phố Hồ Chí Minh nha quý anh chị. Đến xem xe trực tiếp ha. Thì hiện tại là qua hình ảnh thì nó cũng sẽ không đẹp bằng đến xem xe trực tiếp đâu. Rồi, bây giờ chúng ta sẽ cùng đi chi tiết em xe này nha quý anh chị. Vừa rồi là đi một vòng cho quý anh chị xem. Cái dòng bọt mới này em Quang rất là thích cái bộ đèn. Cái bộ đèn nó có 4 mí quý anh chị. Nhìn nó rất là độc lạ, nhìn nó rất là kiểu hiện đại ha. Ở Panamera thì xưa giờ cũng chỉ một phong cách thôi. Nói chung là người ta không có thay đổi thiết kế nhiều. Nó như những cái dòng xe Đức á, người ta thay đổi rất là ít nha. Lên đèn, người ta chỉ lên đèn hay là một cái lỗ tai hay là những cái công nghệ thôi. Còn cái form dáng vẫn giữ nguyên vậy quý anh chị ạ. Có cảm biến trước sau nè. Đấy, đèn đuốc đồ khá là đẹp, có cả rửa đèn ha. Tại vì biết sao quý anh chị lại biết sao có rửa đèn không? Khi mà xe mình nó là dạng gầm thấp, nó sport nè, thì xe đằng trước nó văng sình vào cái đèn của mình, làm giảm ánh sáng đi. Thì ở đây sẽ có cái gọi là chế độ rửa đèn, rửa cái đèn của chúng ta để cho nó không có bị giảm ánh sáng ha. Rồi, logo Porsche này. Xe thì được sở hữu nước sơn màu nâu khá là đẹp nha quý anh chị, màu nâu đậm đấy. Nên là quý anh chị đi buổi tối sẽ nhìn ra màu đen, còn quý anh chị đi buổi sáng sẽ ra màu nâu nâu đấy, nhìn nó khá là ok ha. Mâm này thì hình như đây là mâm basic luôn quý anh chị ạ. Quý anh chị nào mà chuyên bót thì cho em xin một phần bình luận nha. Pirelli 275/35R21 nha quý anh chị. Đấy. Nói chung là xe thì sáng giờ cũng trải nghiệm, chạy khá là ok ha. Thì chút một cái đoạn trải nghiệm Quang sẽ để phía cuối cho quý anh chị xem. Có khe gió nè, lỗ tai gập chỉnh điện nè, tích hợp xi nhan báo rẻ nè. Đấy, camera 360 đàng hoàng luôn. Gương chống chói nè. Đấy, có một cái phần mở rộng góc nhìn nữa nè. Hiện tại thì Quang không có thấy cái cảnh báo điểm mù, không biết là nó có cảnh báo điểm mù hay không nha. Rồi, nội thất thì khá là đẹp, nhưng mà chút nữa mình sẽ vào bên trong nội thất sau ha. Cửa là cửa hít luôn nha quý anh chị, cửa hít luôn nè. Đấy quý anh chị ha, cửa hít 4 cửa vẫn hít bình thường nha. Rồi, dán phim cách nhiệt nè quý anh chị ơi. Mâm đây, mâm sau. Thường những cái xe Đức đó, mâm trước mâm sau thì mâm sau sẽ to hơn một chút xíu, thì chính xác luôn. 315/30R21 nha. Đấy, những cái dòng xe siêu xe, xe Đức nè. Đấy, xe Ý nè, đấy, mâm sau luôn sẽ to hơn mâm trước. Rồi, bô on up nè, bô này á, là zin của hãng luôn, có on up nha. Cái spoiler này mình cũng on up, mình chỉnh lên xuống được luôn nha. Đấy, đèn thì khá là đẹp, qua nhìn cái đèn rất là thích nha. Thì cái spoiler này á, quý chị chỉ nên sử dụng khi mà mình đi cao tốc đi xa đấy, cho nó cảm giác cái xe nó chạy nó đầm, nó sẽ đè cái đuôi xe xuống ha quý anh chị. Đấy, thì cái đây là một trong những cái rất là hay. Còn quý chị đi trong phố, quý chị thấy mở lên tự nhiên nhìn cái xe nó không có liền lạc, kiểu như nó có cái spoiler nó đưa lên đúng không, cái chỗ này nó bị hở ra nè. Thì cái này á quý chị đi xa mở lên á, để cho nó gọi là sao chạy nó đầm. Còn mình đi trong phố mở lên á thì ok, nhìn nó sport thiệt á, nhưng mà nhìn cái cảm giác xe nó không có liền đúng không quý chị. Quý chị nào mà đồng ý cho em xin phần bình luận nha. Rồi, đèn led cực kỳ dài luôn, Panamera Turbo S nha.
cốp điện nha quý anh chị. Đấy, mọi thứ đều là điện. Những cái xe này quý anh chị đi thì phải giữ kỹ ha. Nói chung là những cái đồ mà người ta nói là cái gì mà hiện đại quá hay hại điện lắm quý anh chị ơi. Rồi bên dưới cái cốp này của chúng ta sẽ có một cái bình bơm, sẽ không có bánh sơ cua nha, không có bánh sơ cua nha quý anh chị. Nhưng mà sẽ có một cái bộ giống như là của VinFast đây. À không, VinFast giống của Bọt nha, tại vì Bọt ra trước nha quý anh chị. Đấy. Đây là cái bộ bơm vá tạm thời ha. Rồi, âm ly la Bose thì sẽ nằm ở bên đây. Thì rất là thích hợp cho các anh chị em nào mà độ chế loa lên âm thanh rồi rất là ok ha. Ở đây thì có một cái tấm rèm nữa nè quý anh chị, một cái tấm rèm riêng nữa nè. Đấy quý anh chị thấy chưa? Cốp đồ này nọ cũng khá là rộng rãi ha. À, quý anh chị chơi Bọt mà quý anh chị chơi những cái dòng như là Cayenne, Macan hay là Panamera này á, thường nó sẽ là 4 chỗ, 4 chỗ, 5 chỗ thì đi sẽ rất nhiều người. Đấy thì quý anh chị đi những cái dòng như là 911 GT hay là những cái con xe nó 918, những cái con xe mà nó kiểu thể thao, chuẩn thể thao đấy, thì nó cũng là 4 chỗ nhưng mà nó là 2+2, hai ghế sau là hai ghế hỗ trợ thôi. Thì quý anh chị ngồi nó sẽ không sướng bằng những cái em xe này. Thì quý anh chị nào mà gia đình đông á, em quay nghĩ là nên chơi những cái con xe như thế này. Nhưng mà mình đi Bót, Bót thích Bót không? Đi Panamera nè, Macan nè, Cayenne nè, đấy những cái dòng xe đó thì đi nó khá là ok ha quý anh chị. Đấy. Và nó cũng đại trà nữa, thì khi mà quý anh chị tìm phụ tùng phụ kiện đồ này nọ nó cũng khá là dễ hơn những cái dòng 911 đồ này nọ ha. Rồi, ô cái phom dán nó rất là đẹp quý anh chị ơi, rất là đẹp ha. Đấy. Giờ đi một vòng cho quý anh chị xem. Đấy, khá là đẹp. Không còn một cái chỗ nào để chơi về cái xe này. Rồi, vừa rồi đằng sau đó là cái cốp đúng không? Chút nữa em quay sẽ cho quý anh chị xem cái nắp capo đi. Bên dưới cái khói cái nắp động cơ này chúng ta nắp capo này chúng ta sẽ sở hữu khói động cơ là V6 3.0 turbo. Đấy, rất là đã nha quý anh chị. Hình như là twin turbo thì phải. Thì chút nữa em quay sẽ check lại cho quý anh chị một lần nữa ha. Xe của chúng ta thì sở hữu đăng kiểm là tới 2026 tháng 1 2026 nha. Và đi kèm với đó cũng là phí bảo trì đường bộ luôn. Rồi, bây giờ chúng ta sẽ trải nghiệm trước vị trí ghế chủ tịch là ở ngay đây. Ghế 4 ghế chỉnh điện hết nha quý anh chị. Đây, đầu tiên quý anh chị nhìn ngay chỗ này thôi. 4 ghế chỉnh điện nè. Đấy, những cái option. Đấy, quý anh chị thấy chưa? Đã chưa? Và dòng này của chúng ta chỉ có 4 chỗ ngồi thôi ha. Ở chính giữa là một cái bệ tì tai yên ngựa luôn. Đấy, to bự từ trước ra đằng sau ha. Đó, và chỉnh dàn lạnh là chỉnh trên màn hình, chỉnh ở đây luôn. Đây, chỉnh điện hết luôn quý anh chị à. Có cả chỉnh cửa sổ trời sẽ nằm ngay đây luôn. Đây. Xe của chúng ta thì sở hữu tận hai cái cửa sổ trời ha. Đấy. Và cái kính này nó là kính chết nha quý anh chị. À, hãng chắc là người ta cũng biết là nó sẽ bị lòn nước. À không, hình như chỉ có kính trước là mở được thôi. Kính sau là kính chết. Và có cả rèm. Đấy, có cả rèm ha. Em quay vừa mới chết lại là có thể mở được cửa sổ nha. Nhập, sorry quý anh chị nha. Rồi, rèm ở đằng sau đây. Xe của chúng ta thì cũng có cả rèm chỉnh điện luôn. Đây, rèm mở lên. Khi mà mình mở lên nó sẽ y chang như bên kia ha. Bốn ghế là có ghi nhớ vị trí ghế lái hết luôn nha quý anh chị. Đấy, đã chưa? Vị trí chủ tịch nè. Đấy, ngồi cũng khá là ok. Rồi, em quay sẽ ngồi thử cho quý anh chị xem. Em quay thì cao 1m78 nha quý anh chị. Và khi quý anh chị nhìn đây, cái ghế đằng trước là đang xếp theo vị trí của Quân Béo. Đây, Quân Béo thì cũng cỡ tầm 1m75. Và Quân Béo thì khá là béo. Thì quý anh chị biết rồi, ngồi cũng phải thoải mái. Và quý anh chị nhìn cái chân quay đây, còn cách với cái ghế đằng trước nè, một khoảng rất là to nè. Còn phải đâu đó là hơn một ngón tay luôn nha quý anh chị. Đấy, ngồi rất là rộng nha. Dàn lạnh đây. Đấy, cửa gió nè. Khi mà mình đề máy lên nó ngay đây cũng sẽ mở ra cửa gió ha. Nó sẽ chạy xuống cái cửa gió cho chúng ta ha. Rồi, và đặc biệt là khi mà mình đi những cái con siêu xe như thế này thì không thể thiếu đó chính là âm thanh. Âm thanh rất là sập sình. Đấy, sập sình cùng Labus. Nghe rất là hay nha quý anh chị. Rồi, và cái phần quan trọng nhất đó chính là nằm ngay chỗ này ha. Bây giờ chắc là quay sẽ di chuyển lên trên vị trí ghế tài, quay chi tiết cho quý anh chị xem. Bởi vì những cái dòng Porsche này thì cũng không có thiên về cho người ngồi đằng sau lắm. Porsche thì em Quang thích đằng trước hơn, thích vị trí ghế tài hơn. Kể cả mình có là người sở hữu xe đi chăng nữa, thì khi mà mình đã chạy Porsche rồi thì chỉ thích ngồi ở ngay vị trí ghế tài thôi quý anh chị. Còn những cái vị trí ghế chủ tịch đằng sau mình trải nghiệm thì chỉ có là Mercedes nè, Rolls Royce nè, Bentley nè. Đấy, những cái dòng đó thì mình nên trải nghiệm đằng sau. Bởi vì thường những cái xe đó sẽ chở chủ tịch là nhiều. Còn đây là vị trí ghế tài. Đấy, vậy chưa? Rất là nhiều nút ha, mở cốp kiết đồ này nọ, ghế chỉnh điện nè. Đấy, đầy đủ hết nè. Nói chung là xe này thì nó quá nhiều công nghệ rồi.
công nghệ nó quá nhiều nên là Quang sẽ không có biết gì nhiều về công nghệ nên là sẽ không nói về công nghệ nhiều cho cái xe này ha. Rồi bây giờ Quang sẽ vào bên trong cho quý anh chị xem thử cái xe này. Đây là cái vô lăng của xe. Ai, đại má luôn quý anh chị ơi. À, mình sẽ mở điện trước ha, chìa khóa nằm bên này. À, quý chị chưa, đã chưa? Đấy, cái vô lăng đây. Đề một cái là lên nha, xe đề rất là nhẹ nhàng nha, có ga tự động nè. Có cái này là đèn xi nhan nè, chỉnh đèn pha cốt à. Rồi cả ra lệnh âm thanh nè, ngồi bên đây chỉnh cường gạt mưa ha. Rồi, ở đây chúng ta sẽ có ô tô đèn, đây chỉnh là chỉnh chỉnh đèn ở đây ha. Hay chỉnh đèn, con này chỉnh độ xa gần đèn cốt. Đấy, lẫy số trên vô lăng nè quý anh chị ơi. Đây, còn một nước xăng nè. Đấy, Odo em này là 64.000 cây. Đấy, 2017 mà đi 64.000 cây thì cũng rất là ít nha. Và quý chị nhìn đây, cái màn hình đây. Ở khi mà mình đề máy là nó sẽ mở cái cửa gió ra nè, như lúc nãy đằng sau có nói với anh chị ha. Ở đây thì rất là nhiều chế độ. Ở đây mod mod dạy nè, normal, sport, individual nè, cái này tự set nè. Medium là cái này là chỉnh cái phục, chỉnh nâng hạ gầm nè. Rồi chỉnh phục cứng cứng nhẹ nè, nặng nhẹ nè. Mình có thể tắt mở đề startup ở đây, rồi bô, spoiler ấy. Khá là nhiều tính năng hay ho. Đấy. Rồi control nằm ngay đây. Đấy này là mình chỉnh set giờ mình kiểm tra đồ này nọ. Đấy. Trip, cái này là cái trip ha. Rồi climate nè, máy lạnh nè. Rồi cái này là cảm biến nè, cái này là mình tắt mở cảm biến nè. Có cả auto parking ha quý anh chị, show nè, âm thanh nè, pull nè. Đấy, nói chung là nó rất là nhiều ha quý anh chị nào mà thích cái xe này thì có thể lên trải nghiệm xe. Em Quang sẽ cùng ngồi với quý anh chị để nghiên cứu cái xe này ha. Ở đây đặc biệt một cái nơi Quang thấy trên đây có một cái cửa gió nữa nè quý anh chị. Đây nó rất là hay ha. Đấy. Porsche mà công nhận là cũng thay đổi khá là nhiều về bên trong nội thất đấy. Bề ngoài thì không thay đổi nhiều đâu nhưng mà bên trong khá là nhiều ha. Như là ở đây ngày xưa là nút không, bây giờ nó toàn cảm ứng thôi. Đấy. Phanh tay điện tử nè. Đấy, rất là đã luôn. Rồi, ok chắc là bây giờ về nội thất xe cũng như có như vậy thôi. Gương chống chói tự động nè, rồi chỉnh rem nè, hay chỉnh cửa sổ trời mở ngay đây. Đây mình có thể mở cửa sổ trời được ha. À, sorry anh chị, đây. Đấy, mình mở được luôn. Đấy, nó đi rất là nhẹ nhàng ha. Rồi chỉ có mỗi cái cửa sổ trời chứ mình mới mở được thôi. Bây giờ em Quang sẽ mở khoang máy cho quý anh chị xem. Bên dưới cái nắp capo này chúng ta sẽ sở hữu khối động cơ V6 3.0 như thế nào ha. Đây là động cơ V6 3.0. Thì quý chị cũng biết rồi, những cái xe mà máy lớn á, khi mà mình tắt máy á, nó sẽ vẫn còn chạy cánh quạt nha quý anh chị. Bởi vì để làm nguội máy nha. Đấy. Đây, khi mình tắt máy rồi nhưng mà cánh quạt vẫn quay thì quay đến một lúc nào đó nó sẽ tự nó tắt. Đấy. Rồi đây, động cơ V6 3.0. Đấy, đã chưa? Bề thế chưa? Ốp nhựa rất là nhiều nên là cũng hơi khó nhìn vào bên trong, quý chị thông cảm ha. Thì đây là những cái thanh mà giúp cho cái xe của chúng ta an toàn nè và chạy rất là đầm chắc nè quý anh chị ạ. À. Rất là sướng luôn. Đây bên trong cũng có một cái thanh đây. Và quý chị để ý trên những cái dòng VinFast cũng có những cái thanh như thế này nha. Đấy. Rồi, động cơ khá là đẹp và cũng không thể nhìn vào được bên trong thì quý anh chị thông cảm nha. Nhưng mà quý anh chị cứ yên tâm đi, động cơ thì Quang sẽ bảo đảm cho quý anh chị là không sửa chữa đại tu. À, quý anh chị cứ yên tâm mà chơi ha. Rồi, ok quý anh chị ơi. Thì bây giờ là tới tiết mục em Quang check giá cho quý anh chị ha. Thì cái giá này hồi nãy mình cũng đã check giá sơ cho quý anh chị rồi. Thì đây là dòng Porsche, đọc đúng đi, thôi đọc kiểu tiếng gì đi, Porsche Panamera, sản xuất 2017, Odo 6 vạn và đang được em Quang chào bán chuẩn giá cho quý anh chị là 3 tỷ nha, chứ không có lú một đồng nào nha quý anh chị. Rồi, và như lúc đầu có nói với quý anh chị là chỉ cần hơn 1 tỷ thôi thì ở đây bấm máy cho quý anh chị luôn. 3 tỷ nè. À, mình sẽ đây, đưa trước cho Quang cỡ 1 tỷ mốt thôi, 1 tỷ mốt cho 1 tỷ 2 đi, cho 1 tỷ 2 xong xuôi hết đi. Đưa trước cho Quang khoảng lên quanh 1 tỷ 2 thôi là có thể mang được em xe này về với gia đình của mình. Thì bằng cách nào? Em Quang hỗ trợ băng cho quý anh chị lên tới 70% trong 5 năm. Ưu đãi lãi suất năm đầu hiện tại đang giảm xuống chứ còn đâu đó là khoảng 8.8% cho năm đầu nha quý anh chị ha. Rồi. Và nếu quý chị đang có quan tâm cái xe này thì hãy nhấc máy liên hệ ngay cho em Quang với số điện thoại nằm ở trên góc này ha, 0833 088 882. Và địa chỉ showroom của Quang là 389 quốc lộ 13, phường Hiệp Bình Phước, thành phố Thủ Đức, thành phố Hồ Chí Minh nha. Rồi thì nếu quý chị thấy video này hay cho mình xin một like,
một share, một lượt đăng ký và nhớ nhấn vào nút thông báo bên phía bên dưới để nhận được những video mới nhất từ kênh Kim Quang nha quý anh chị. Cảm ơn quý chị đã quan tâm và theo dõi hết video ngày hôm nay nha. Kính chúc quý anh chị đầu tuần thật là nhiều sức khỏe, an lành bên gia đình và thật là nhiều may mắn ha. Rồi, hẹn gặp lại quý chị video tiếp theo nha. Bye bye.